Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cần điện ba pha. Thì mảnh vườn này đã có sẵn điện ba pha. Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cần ao, hồ để chúng ta tưới tắm và thả cá. Thì mảnh vườn này có sẵn hai cái hồ. Và trên hết, cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cần một mảnh vườn nằm gần trung tâm trường chợ, gần đường quốc lộ 11A. Thì đây chính là một trong những mảnh vườn hội tụ đầy đủ những yếu tố trên để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo. Xin kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Trong video này thì mình sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một mảnh vườn. Một mảnh vườn rất là đẹp, nằm gần đường tỉnh lộ, gần với lại đường quốc lộ 11A, khu vực dân cư tập trung. Và trên hết, mình sẽ gửi tới cô chú chị và các bạn, chúng ta cùng nhau tham khảo một mảnh vườn với nguồn thu ổn định từ hồ tiêu, cà phê và một cái thế đất rất là dễ chịu để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Thì vị trí chính xác của thửa đất này tọa lạc tại xã Đắc Dung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp danh với lại thị trấn Đức An của huyện Đắc Song. Qua cách từ đây, cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường nhựa liên huyện, đường nối liền giữa huyện Đắk Song với lại huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông. Thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 400m. Còn khoảng cách từ đây, cô chú chị và các bạn chúng ta đi về đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba buôn bán chợ trường, thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 2 cây số. Và đi thêm 1 cây số nữa thì cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ tới trung tâm hành chính của huyện Đắk Song, tức là thị trấn Đắk An. Thì mảnh vườn mà mình giới thiệu ở đây có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là gần 2,4 hecta. Còn diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 2,1 hecta. Mảnh vườn này thì có một cái nguồn thu ổn định từ hồ tiêu và cà phê. Khu vực phía dưới này thì bác chủ nhà trồng đông đặc hồ tiêu. Và hồ tiêu này thì qua năm sẽ phủ trụ và khi đó chúng ta sẽ thu chính nha mọi người. Còn hiện tại bây giờ hồ tiêu của chúng ta là hồ tiêu tơ. Trên mảnh vườn này thì cũng có sẵn một cái chòi. Chòi này thì khá là sập sệ. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta về chúng ta sửa sang lại hoặc chúng ta thay đổi làm mới đi thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ ở tại chỗ luôn được. Bởi vì dân cư thì ở xung quanh đây, phía bên kia là đường tỉnh lộ. Khu đó thì tập trung rất là đông dân cư nha mọi người. Còn đây là những trụ hồ tiêu đang cho thu chính của chúng ta. Toàn mảnh vườn này thì chúng ta có khoảng 1.800 trụ hồ tiêu đang cho thu chính. Đa phần hồ tiêu của chúng ta được trồng trên trụ gỗ. Và toàn bộ hồ tiêu này đều đang cho thu chính hết nha mọi người. Và hồ tiêu được bác chủ nhà trồng hàng theo hàng, lối theo lối rất là đẹp. Lượng trái năm nay thì không hề thua kém bất kỳ một mảnh vườn nào. Và từ đường tỉnh lộ dẫn vào mảnh vườn này thì chúng ta mất khoảng là 400m. Trong 400m này thì chúng ta có khoảng 100m đất, 100m đường là hơi dốc. Tuy nhiên, chính vì cái đoạn dốc này, mảnh vườn của chúng ta mới nằm trong khu vực thung lũng cực kỳ kín gió. Bù lại đoạn đường dốc thì chúng ta lại có một mảnh vườn nằm ở vị trí khuất gió. Bởi vì mảnh vườn của chúng ta nằm trong thung lũng mà mọi người, gọi là dốc vậy thôi. Chứ cô chú chị và các bạn, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chạy xe Honda, xe càng và cả xe bán tải. Chúng ta có thể giao vào vườn thoải mái. Thế đất của mảnh vườn này truyền nhẹ từ trên xuống dưới, một chất đất cực kỳ dễ chịu để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Hơn thế, mảnh vườn của chúng ta hoàn toàn là đất đỏ ba gian, chất đất cực kỳ màu mỡ và tươi xốp, giúp cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp rất là thuận lợi. Hồ tưới thì ở phía dưới, điện ba pha thì có sẵn. Một mảnh vườn gần với lại trung tâm trường chợ. Trên cơ sở là thu hoạch của mảnh vườn này cũng tương đối ổn định. Trên cơ sở đó chính là hồ tiêu của chúng ta với 1.800 trụ cho thu chính. Ước tính sản lượng năm nay thì rơi vào khoảng là 6 cho tới 7 tấn. Còn cà phê của chúng ta khoảng 800 cây cà phê cũng đang cho thu chính. Và năm nay sản lượng thì bác chủ nhà ước đạt rơi vào khoảng là 3 tấn. Như vậy với mảnh vườn này thì chắc chắn rồi, với giá cả hồ tiêu cà phê đang ổn định như hiện nay, năm nay cô chú chị và các bạn chúng ta có thể thu được tiền tỷ nha mọi người. Và tới đây thì mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp, chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, với một mảnh vườn có nguồn thu ổn định, nguồn thu mạnh và ngày càng mạnh hơn, tức là khi hồ tiêu của chúng ta ở phần kia khoảng 1.000 trụ hồ tiêu qua năm phủ trụ, thì chắc chắn mảnh vườn này sẽ mang lại cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta một nguồn thu cực kỳ mạnh. Hơn thế, với cái diện tích đất được trồng hồ tiêu ở như thế này thì cô chú chị và các bạn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xen vào đây là cà phê. Thì khi đó cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ có một nguồn thu đa dạng từ hồ tiêu và cà phê đông đặc. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 4 tỷ 300 triệu có bớt lọc lá.
Cô chú chị và các bạn, chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng theo dõi hết video, bởi vì đây là một trong những mảnh vườn rất là gần với lại trung tâm trường chợ, nằm gần đường quốc lộ 14A, gần đường tỉnh lộ, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, có sẵn điện ba pha, có hồ tưới mênh mông nước, và một mảnh vườn với nguồn thu ổn định hàng năm. Hiện tại bây giờ thì cô chú chị và các bạn, chúng ta vào chúng ta có thể thu được tiền tỷ rồi. Không như vậy, mảnh vườn của chúng ta nằm ở thung lũng, ở vị trí khuất gió, thế nên ý, cây trồng của chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của gió. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đưa ra mức giá bán là 4 tỷ 300 triệu, có bớt lọc lá. Cô chú chị và các bạn, chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cố gắng theo dõi hết video, bởi vì trong video này mình sẽ quay rất là tường tận nhé mọi người. Đa phần mảnh vườn của chúng ta thì bác chủ nhà trồng đông đặc hồ tiêu, chỉ có ở khu vực này bác chủ nhà mới trồng xen giữa hồ tiêu và cà phê. Và tổng cà phê của chúng ta thì rơi vào gần 800 cây. 800 cây này thì cũng rất là đẹp. Ước tính sản lượng cà phê của chúng ta dao động từ 2 cho tới 3 tấn. Và với cái phần hồ tiêu mà chưa được trồng xen cà phê thì bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta về, chúng ta mua xong, chúng ta sẽ tái đầu tư, chúng ta sẽ có thể trồng xen vào đó là cà phê, để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nâng cao năng suất trên cùng một diện tích đất nhé mọi người. Quan trọng nhất, bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta khi mua mảnh vườn này thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta có một vị trí đất cực kỳ đắc địa, nằm gần, nằm sát luôn thị trấn Đức An. Một mảnh vườn với diện tích rộng, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng nhà ở kiên cố trên mảnh vườn này. Khi đó cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ ở tại chỗ, và lúc đó thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ có một mảnh nhà vườn rất là đẹp. Cây trồng trên mảnh vườn này thì ngày càng ăn nên làm ra. Ở phía dưới thì chúng ta có tiêu tơ, ở phía trên thì chúng ta có tiêu thu chính. Thế đất của chúng ta triền nhẹ từ trên xuống dưới. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã mở những cái đường lô ở phía giữa rồi, tức là đường lô ngăn cách, giúp cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp không biết mệt mỏi. Thỉnh thoảng trong vườn hồ tiêu của chúng ta trước đây cũng có một số trụ không được đẹp, bởi vậy bác chủ nhà đã thay thế bằng những cái trụ hồ tiêu mới. Và toàn bộ trụ hồ tiêu mới này đều là trụ gỗ. Số lượng này thì không nhiều, bởi vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tổng thể mảnh vườn. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta về đây, chúng ta sinh sống, định canh, định cư, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nên quan tâm tới mảnh vườn này, bởi vì đây là một trong những mảnh vườn với hồ tiêu rất là chất lượng. Cà phê cũng vậy, cà phê cũng đẹp như một bức tranh. Một trong những mảnh vườn chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Một mảnh vườn mà bây giờ vào, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch tiền tỷ. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là gần 2,4 hectare. Đất tọa lạc tại xã Đắc Dung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp danh với lại thị trấn Đức An. Phía bên kia của chúng ta là thị trấn Đức An. Ở phía ngoài của chúng ta là đường tỉnh lộ, đường liên huyện, đường nối liền giữa huyện Đắk Song với huyện Tuy Đức. Mảnh vườn này nằm cách đường liên huyện rơi vào khoảng là 400 m, nằm cách đường quốc lộ 14A khu vực ngã ba Buôn Bán, Trường Chợ khoảng 3 cây số. Đi thêm 1 cây số nữa, tức là 4 cây số, thì cô chú, chị và bạn chúng ta sẽ về trung tâm hành chính của huyện Đắk Song. Một mảnh vườn với cây trồng đẹp, nguồn thu đa dạng từ hồ tiêu cho tới cà phê. Một mảnh vườn với tiêu tơ ở phía dưới. Một mảnh vườn mà chắc chắn khi cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới đây, chúng ta sẽ không muốn ra về. Cô chú, chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ gửi tới cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh về hồ tiêu, cà phê, và gửi tới cô chú, chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách. Cô chú, chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua một mảnh vườn, một mảnh vườn với cây trồng đẹp, thế đất đẹp, một mảnh vườn mà dân cư ở cố định, ở tại chỗ, thì đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tham khảo. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú, anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú, anh chị, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.